đó. Chào con. Mày thấy ghét không? Đời ngộ ghê vậy đó. Mày lớn rồi biết chào, biết hỏi người lớn đó. Còn có một số đứa trẻ vậy đó hà, thấy người lớn mà không biết chào, biết hỏi gì hết á. Ờ, đúng rồi á. Con chào ông Đức. Trời ơi, nó chào như nó mắng tôi. Con chào ông Đức. Ông còn may hơn tôi đó. Tôi giống như là người vô hình nãy giờ nè. Con chào bà. Cái gì bà? Con chào gì? Dì nụ. Ông Đức với dì nụ đang làm gì vậy? Có cần con phụ gì không? Thấy thương ghê không? Thấy thương chưa? Con cái nhà ai khéo đẻ ghê không? Con giỏi lắm đó thì con biết chào, biết hỏi. Rồi con thấy người lớn làm công việc nặng nhọc, con biết nhào vô, con phụ, con giúp. Đó, vậy tốt. Chứ ai đâu như rồi mấy cái đứa trẻ bây giờ á, chẳng có biết giúp đỡ gì ai hết trơn hết trọi. Ủa, ông Đức nói con là ông Đức. Chứ để tao nói ai, giữa trời, giữa thanh thiên bạch nhật này tao nói ai, nói chim hả? Tao nói chim hả? Con nói ông Đức nghe nè, tại con vừa đi học về mệt lắm chứ bộ, con cũng muốn giúp mà, con mệt quá à. Trời đất ơi. Gì con trai gì mà kỳ cục vậy? Làm gì cái mặt bí xị à? Trời ơi, dì nụ ơi, thanh niên mới vừa bị zero điểm bài tập làm văn. Cái gì? Zero điểm? Trời, cái thời mà dì đi học á, tệ lắm cũng được 5 điểm, chẳng lẽ con không biết chữ hả? Không phải đâu dì ơi, thật ra đấy, bài tập làm văn của con vô cùng là sâu sắc, con phân tích cặn kẽ, cái nào ra cái đấy, thế mà vẫn bị không điểm. Đó là do cô không cảm nhận được cái lời văn của con. Thôi qua đây dì nhờ, tính giùm dì. Nè, tính giùm dì nha. Bây giờ đó, chia cái phần trăm tiền lời này nè. Ông Đức 10%, còn lại là gì? Rồi, tính. Là 19 thì cái này dễ mà. Dì để một hồi con tính ra này. Giỏi quá trời ra giỏi. Rồi dạ sao vậy? Đây dì nụ kiểm tra đây. Trời ơi, giỏi ghê chưa, chứ đâu có giống như ai kia. Trời ơi, ai kia tối ngày chỉ biết nổ không à, mấy đứa trẻ bây giờ đó. Trời, chứ đâu có biết làm gì đâu. Trời ơi, cái này dễ ẹc không à? Cái này con làm phát một luôn mà hồi nãy con hơi đáng chí thôi. Thôi, mình khiêng đồ mình về đi. Để con phụ cho ông Đức. Hả? Để con phụ cho. Trời ơi, thấy thương ghê chưa? Chứ ai đâu mà sắp là thanh niên rồi, thấy không? Tuổi còn trẻ. Ông tránh ra đi, có gì thì phụ người ta. Ủa, mà ông Đức, cái này mình đem về đâu ạ? Đem về quán dì nụ á. Dạ. Nặng lắm á. Rồi, giỏi, thấy chưa? Được mà, sức nó cái trọng lượng này được. Ông nhìn nè, con lên ôm coi. Đó, ê, được không? Ê, rồi, từ từ nghe. Ông cho con cái thùng nữa đi. Thôi cho cái nữa mày gãy cột sống cho mày. Không sao, con lên được hết. Sống tao à? Hả? Ông cứ để lên đi, con lên làm được hết. Thôi lấy cái thùng nhẹ nhất nè, đâu bắt là tao có làm dấu à. Tao có làm dấu. Đây nè. Trời ơi, đây cái thùng này là nhẹ nhất đó. Nghe chưa? Ông cứ đặt lên. Trời, mày thấy đường không? Trời ơi, không thấy đường nữa kìa. Mày thấy đường không mày đi? Thôi đi coi chừng nha. Đi đâu? Rồi, mày coi chừng nha. Đây con ơi. Trời ơi. Con ơi. Trời. Đau quá mà. Trời ơi, bấm vậy thì cũng đau nữa. Đau, đau quá. Ôi mẹ ơi, chuyển tay đi con mỏi quá. Bé bây giờ nha, bé bây giờ. Như là nữa. Trời ơi, hết thương con rồi đúng không? Hết thương cái gì, đàn ông con trai. Trời đất ơi, bưng có bao nhiêu đó hà. Giải có bài toán này mà làm cũng không xong, bưng cũng không được. Trời ơi, con có biết con làm mẹ mất mặt lắm không hả? Đúng rồi. Anh có biết anh làm em mất mặt lắm không hả? Mẹ không biết. Con vịt thi là nó ăn may thôi, chứ lần sau nữa con thách đấu nó con thắng chắc. Ăn may cái gì mà ăn may. Trời đất ơi. Rồi bây giờ con trả lời mẹ đi, chừng nào con mới cho mẹ vẻ vang mặt mày trước mặt mọi người? Sắp rồi, mẹ chờ xem.
đau nha. Trời ơi, chứ không phải là anh học dốt và yếu ớt hơn chị Việt Thi sao? Này con nhỏ kia, thế mày là em của anh hay là em của con nhỏ đấy? Em không có người anh yếu ớt mà học dốt nha anh. Nè, nói riết rồi hổn nha, mẹ ăn đánh đòn bây giờ đó. Ốc còn không mang nổi thân ốc còn bị đập đè bồng. Đau mẹ. Đau cái gì mà đau? Đàn ông con trai sức trai tráng nhiêu đó mà đau cái gì? Mà nói nghe nè, con bé Việt Thi thấy nó quê quê vậy mà nó giỏi quá ha. Trời ơi, mẹ không biết đâu. Hôm bữa chị Việt Thi dễ dùm chị An với Hâm Bình á, được điểm A luôn á. Trời giỏi vậy. Với lại hôm bữa nguyên đám tụi con đi chơi bị chó ruột, mà chỉ có mình chị Việt Thi dám đứng ra nhè răng đấu với chó thôi. Cái gì? Nhè răng đấu với chó? Dạ. Trời ơi, con bé đó nó can đảm gì trời. Ủa rồi lúc đó anh Winner đâu? Dạ, anh Winner mới nghe tiếng chó là anh Winner xỉu ngay tại chỗ rồi. Này con nhỏ kia, không vào trong đi, còn ở đó hạ nhục anh nữa. Anh cho một trận bây giờ đấy. Nè, tôi mới cho anh một trận đâu. Đàn ông con trai gì mà không có khẳng khái, không có khí phách gì hết. Bây giờ nè, con á, con có ngon á thì con học giỏi hơn Việt Thi đi. Đúng. Con có ngon á, bây giờ con mạnh hơn Việt Thi đi. Đúng. Con có ngon, con thắng Việt Thi đi. Đúng. Việt Thi, thù này ta sẽ trả, hãy đợi đấy. Mẹ ơi, dạo ơi. Này anh Winner bị ba học nhập hay sao vậy? Ma học là sao? Nhưng mà con thấy là lúc nào cũng học, học từ sáng tới tối luôn. Hả? Anh Cập Bính còn học hả? Trời ơi, anh học từ trong phòng ngủ tới toilet, xong rồi tới phòng khách, giờ bây giờ tới phòng anh luôn vậy. Winner, con đang làm gì vậy? Mẹ vui lòng đừng có quấy rầy con nữa, để con tập trung trau dồi kiến thức. Trời ơi, tập trung trau dồi kiến thức, nghe nó phải vững mạnh làm sao, đàn ông quá cơ. Trời ơi, Winner. Thôi, đến giờ con phải đi tập thể dục để tăng thể lực rồi. Con đi đây. Không, tập thể dục tăng thể lực. Winner. Candy. Dạ. Con có thể nhéo cho mặt mẹ một cái được không? Đau quá. Trời ơi, những gì mẹ thấy có phải là sự thật không? Candy ơi. Dạ. Anh Winner học bài thiệt. Trời ơi, Winner con trai của mẹ vừa đẹp trai, vừa chăm học, vừa rèn luyện sức khỏe tốt. Trời ơi, soái ca tương lai ai làm lại. Yeah. Con cũng nghĩ giống y chang mẹ luôn. Thì sau bao nhiêu ngày rèn luyện, cuối cùng cũng tới ngày tôi với bà quyết đấu. Đây nè, bây giờ tất cả phải im lặng. Im lặng để làm gì? Im lặng để tôi đưa ra đề thi. Bây giờ đề thi thứ nhất của hai thí sinh Winner và Việt Thi sẽ thi phần toán. Đây là một bài toán khó. Bài toán này tôi đã suy nghĩ từ khi còn tấm bé. Và bây giờ tôi nhờ hai thí sinh hãy giải giùm. Cộng trừ, tất cả hãy ráng cố gắng. Trời ơi, khó lắm á, cố lên nha con. Bây giờ chuẩn bị, tôi đếm. 1 2 Con có đáp án. Winner. Là giải đáp là số mấy? Bài toán này là ra số 0. Tôi xin tuyên bố, người đoạt giải này là Winner. Winner.
Dù là đề thi thứ hai nhưng cũng là một cái đề khó. Hai con hãy nhìn thẳng vào ban giám khảo tôi. Bắt đầu. Và bây giờ phần thi này tôi xin tuyên bố winner vô địch. Yeah! Winner vô địch, winner vô địch, winner vô địch. Phần thi cuối cùng là phần thi về sức mạnh. Ai khiêng nổi cái thùng này, người đó sẽ thắng cuộc. Cuộc thi bắt đầu. Về thay mở thôi, về thay mở đi. Xin tuyên bố winner vô địch. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thi này. Bây giờ ấy, hôm nay tôi sẽ cho bà biết tay. Trong cuộc thi ấy, phải có kẻ thắng người thua. Hôm nay ấy, bà chính là người thua đấy. Trời ơi. Thôi không, em khổ lắm con em đó chứ. Thôi biết. Chàng cha nó à. Biết rồi. Tính tình ăn thua đủ với người ta hiểu không? Thôi, thôi, thôi được rồi. Nè, tôi chấp nhận thua, không cần phải thi nữa đâu. Tại vì tôi là con gái, còn ông thì là con trai. Thì tất nhiên thi về mấy cái sức mạnh đó, tôi thua là điều đương nhiên rồi. Giỏi, con nói đúng đó. Còn về tính toán á, ông thắng cũng được. Tại vì tôi với ông là bạn mà. Nếu như mà ông giỏi thì tôi sẽ hãnh diện với ông thôi. Đâu có gì phải ghen tị với nhau đâu. Hay quá con ơi, con bé xuất sắc. Bà nói đây là sao? Thôi bây giờ như vậy, không có nói vậy là sao hết á. Bây giờ đó, ông Đức là người lớn nhất ở đây đúng không? Giờ nghe ông Đức nói, nghe winner ha. Đó là như vậy. Trong cái cuộc thi này đó, không có người thắng kẻ thua, nghe chưa? Cũng không có ai thua hết, mà chỉ là có hai người thắng duy nhất thôi. Tụi con đang thắng là thắng trong cái tình bạn của mình, thắng ở cái sự thương yêu, biết biết nhường cho nhau, hiểu chưa? Cô vô đây. Bây giờ nè, winner chiến thắng nè, không có, chỉ có hai người chiến thắng thôi.